Có lẽ bạn đã để ý thấy rằng không iPhone nào có hai thẻ SIM, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có. Chà, điều này thật đáng chú ý. Phần mềm của điện thoại có thẻ SIM kép phải hỗ trợ nó. Nếu tra cứu mã nguồn của iOS, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ điều gì liên quan đến khả năng chứa hai thẻ SIM. Công nghệ này yêu cầu bộ thu phát cho mỗi thẻ SIM. Điều này tất nhiên sẽ làm tăng chi phí sản xuất điện thoại di động. Vì vậy, nếu iPhone có thẻ SIM kép, thì mẫu máy đó sẽ đắt hơn. Đắt hơn sao? Ngoài ra, tính năng này sẽ làm tăng mức độ sử dụng pin. Vì vậy, pin sẽ không dùng được lâu. Có vẻ như công ty đã lựa chọn không có khe cắm SIM kép. Thay vào đó, các mẫu iPhone mới nhất hỗ trợ tính năng eSIM hoạt động giống như một khe cắm SIM kép. Nhưng thẻ SIM thứ hai này không phải là thẻ SIM thật mà là thẻ kỹ thuật số. Để dùng nó, bạn chỉ cần tải lên toàn bộ thông tin trong điện thoại di động của mình. Để có eSIM, chỉ cần vào gói cước di động và yêu cầu eSIM. Bạn sẽ có một mã QR cần thiết để quét và thêm gói cước di động mới vào thiết bị của mình. Hoặc bạn có thể nhập các chi tiết thủ công. Sau đó chỉ cần thêm nhãn dán vào thẻ SIM để nhớ từng loại. Ví dụ như SIM công việc và SIM cá nhân. Và bạn có thể bắt đầu dùng cả hai rồi. Một điều khác mà iPhone không bao giờ có là nút phía sau. Ngay cả từ thời điểm còn có nút thực trên điện thoại di động, nó chỉ là nút Home. Điều này khiến người chưa bao giờ sử dụng iPhone phát điên lên. Nhưng lý do không bổ sung nút phía sau lại rất đơn giản. Vuốt từ trái sang phải là bạn đã có chức năng này, vì vậy bạn không cần nút thực. Có lẽ bạn đã biết là khi ấn một nút ở cạnh bên của điện thoại di động, bạn có thể tắt tiếng điện thoại để không nghe thấy cuộc gọi hoặc thông báo nào. Nhưng nếu có một hoặc một vài người mà bạn không muốn bỏ lỡ cuộc gọi, bạn có thể bật tiếng họ. Như vậy, bạn sẽ không nghe thấy cuộc gọi từ những người khác, nhưng người này vẫn sẽ dễ dàng liên lạc với bạn, như mẹ của bạn chẳng hạn. Khoan đã, không ư. Để làm được việc này, hãy đi tới danh bạ, tìm người, chạm vào chỉnh sửa liên lạc và bật chế độ bỏ qua khi khẩn cấp. Giờ đây, dù điện thoại có tắt tiếng khi người này gọi, bạn vẫn sẽ nghe thấy. Đôi khi chúng ta phải đưa điện thoại của mình cho người khác chơi, đọc hoặc xem vài bức ảnh. Việc đưa điện thoại di động của bạn cho ai đó thường khiến bạn lo lắng là sẽ bị người đó xem trộm một số thông tin cá nhân. Để giúp bạn yên tâm, có một tính năng truy cập có hướng dẫn trên iPhone của bạn. Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ không cho phép người đó rời khỏi ứng dụng. Để kích hoạt nó, hãy chuyển đến cài đặt rồi trợ năng. Sau đó, cuộn xuống để tìm truy cập có hướng dẫn. Hãy kích hoạt nó và đặt mật mã. Ngoài ra, còn có một cách khác để ẩn một số hình ảnh của bạn. Để ẩn ảnh, hãy mở ảnh bạn muốn ẩn, chạm vào nút chia sẻ, sau đó nhấn vào ẩn. Để tìm album ẩn, hãy chuyển đến ảnh, rồi đến album và cuộn xuống cho đến bên dưới tiện ích, bạn sẽ thấy album ẩn. Thực chất nó không ẩn cho lắm, vì mọi người vẫn có thể truy cập vào nếu họ tìm thấy nó. Nếu không muốn album ẩn hiển thị, bạn có thể ẩn nó hoàn toàn. Vào mục cài đặt, đến ảnh, cuộn xuống và tắt chế độ album ẩn. Tính năng này được bật theo mặc định, vì vậy, bằng cách này bạn sẽ làm cho nó biến mất. Để đưa nó trở lại, hãy bật lại album ẩn. Bạn có thể thêm chú thích vào ảnh của mình. Làm như vậy, bạn sẽ không cần cuộn qua hết đống ảnh để tìm ảnh mà mình cần. Vậy, bạn đã chụp ảnh lịch trình xe buýt. Ồ, bố cục đẹp đấy. Mở ảnh, vuốt lên và bạn sẽ thấy trường thêm chú thích. Nhập một từ khóa, chẳng hạn như xe buýt, và nhấn xong. Nếu sau này cần nó, thay vì cuộn xuống cả đống ảnh, bạn có thể chỉ cần vào trường tìm kiếm, nhập xe buýt và ảnh sẽ bật lên. Thông thường, ảnh cuối cùng bạn chụp hoặc tải xuống sẽ trở thành ảnh thu nhỏ của album. Bạn có thể thay đổi nó và đặt ảnh bất kỳ nào làm ảnh thu nhỏ. Chỉ cần đi tới album, tìm ảnh, chạm và giữ, sau đó chọn tạo ảnh chính. Bạn chụp ảnh màn hình để cho người bạn của mình xem một ứng dụng cụ thể. Nếu chỉ chụp ảnh màn hình đơn giản, bạn sẽ phải xác định trong tin nhắn xem nó nằm ở hàng nào. Thay vào đó, sau khi chụp ảnh màn hình, hãy nhấn vào nó. Khi bạn đang ở chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn vào nút dấu cộng, sau đó nhấn vào kính lúp. Tính năng này sẽ thêm một vòng tròn phóng đại vào ảnh của bạn. Vòng tròn này sẽ phóng to một không gian cụ thể. Chỉ cần điều chỉnh kích thước của nó và mức độ thu phóng để phóng to một phần cụ thể trên ảnh chụp màn hình. Trong Safari, bạn có thể chụp màn hình toàn bộ trang cùng một lúc, không chỉ phần hiện trên màn hình của bạn. Hãy chụp một ảnh màn hình thông thường, rồi chạm vào ảnh đó để chuyển đến chế độ chỉnh sửa. Trên bảng trên cùng,
chọn tùy chọn toàn trang. Bây giờ bạn có thể xem hình ảnh của toàn bộ trang. Bạn cũng có thể tùy ý cắt ảnh nếu chỉ muốn một phần của nó, nhưng quả là rất tiện lợi vì bạn không phải chụp nhiều ảnh màn hình nữa. Nếu có một cụm từ hoặc email mà bạn dùng rất nhiều, nhưng cảm thấy phát ngán vì phải nhập đi nhập lại nhiều lần, bạn có thể thêm phím tắt cho nó. Ví dụ, địa chỉ đầy đủ của bạn. Vào mục cài đặt, đến, chung, bàn phím và thay thế văn bản. Tại đó, bạn có thể thêm các phím tắt, nhập địa chỉ vào trường cụm từ và tạo một phím tắt cho nó. Bây giờ, khi bạn nhập, chẳng hạn như địa chỉ đầy đủ của bạn sẽ hiện lên trong phần gợi ý và bạn sẽ không bao giờ phải gõ lại nó nữa. Để nhanh chóng gửi cho ai đó vị trí hiện tại của bạn qua tin nhắn, chỉ cần nhập tôi đang ở. Tùy chọn vị trí hiện tại sẽ hiện lên và bạn chỉ cần nhấn vào đó. Hãy dùng tính năng này khi bạn đỗ xe. Đỗ xe xong, chỉ cần gửi cho chính mình vị trí hiện tại, để sau đó bạn có thể tìm thấy xe của mình. Chà, dễ hơn đấy. Một mẹo nhập khác là sử dụng các con số. Nếu cần nhập một số, thông thường bạn chạm vào 123 để chuyển đến menu ký hiệu. Sau đó, chọn số rồi chạm vào ABC để quay lại. Điều này khá khó chịu. Thay vào đó, chỉ cần nhấn và giữ menu 123. Các số sẽ xuất hiện nên bạn có thể di chuyển ngón tay về phía chữ số mà bạn cần. Sau khi thả ngón tay ra, bạn sẽ quay lại menu văn bản và có thể tiếp tục nhập. Bạn có thể biến bàn phím iPhone của mình thành một bàn di chuột. Để kích hoạt tính năng này, hãy nhấn vào bất kỳ đâu trên bàn phím và giữ một lúc. Khi đã kích hoạt, bạn có thể di chuyển ngón tay của mình và con trỏ sẽ di chuyển. Nếu bạn nhấn mạnh hơn một chút, bạn sẽ chọn một từ. Tính năng này có sẵn nếu bạn dùng iPhone có 3D Touch. Ngoài ra, còn có một cách nhanh hơn để đóng toàn bộ ứng dụng trên máy. Bạn vuốt lên từng cái một và chuyện này đôi khi lâu ơi là lâu. Bạn có thể đóng nhanh hơn gấp 3 lần nếu dùng 3 ngón tay khi vuốt. Như vậy, bạn sẽ vuốt 3 tab cùng một lúc. Nếu nhập sai một chữ số trong máy tính, có lẽ bạn sẽ xóa hết đi và nhập lại từ đầu. Kể cho tôi nghe xem nào. Trên đầu màn hình hiển thị các chữ số, hãy vuốt sang một bên và chuyển động này sẽ đóng vai trò như một lệnh xóa lùi để xóa số cuối cùng mà bạn nhập. Nếu cần thay đổi thời gian của một sự kiện trên lịch, bạn không nhất thiết phải nhấn vào sự kiện, chỉnh sửa và đặt thời gian mới đâu. Thay vào đó, chỉ cần chạm vào sự kiện, nhấn và kéo nó sang một khoảng thời gian khác. Nếu bạn nghe nhạc hoặc podcast cho dễ ngủ, có một cách đặt hẹn giờ để nó không phát suốt cả đêm. Để làm điều này, hãy vào mục đồng hồ rồi đến bộ định giờ. Đặt thời gian rồi chuyển đến tùy chọn. Khi bộ định giờ kết thúc, cuộn xuống cuối và bạn sẽ thấy nút dừng phát ở đó. Nhấn vào rồi nhấn xong. Sau thời gian đã đặt, media sẽ ngừng phát ở nền. Này, lúc đó thì bạn đã ngủ rồi, nhưng mà hãy tìm tôi đi.